thiếu một câu rồi chị ạ. Thiếu câu nào? À, mày là một đứa không nỗ lực. Tôi sao? Bỏ cái không nỗ lực gì đâu. Hello mọi người, minasan konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào, minasan konnichiwa. Xin chào mọi người nha. Mọi người ơi, trong lúc mà đang chờ mọi người thì đang chờ các bạn thì các bạn có thể thực hiện câu 53 nhá. Đúng không ạ? Các bạn hãy nhìn câu 53 và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nha. Đây là số tiền tôi tiết kiệm trong suốt thời gian qua. Xin mời cả lớp nhá. Shukudai. Là sao ạ? Đó, là sao? Là sao? Sao lại viết hai chữ ạ? Furi tiếng Nhật đấy. Furi chữ Hán đấy. Nam ạ. Minasan konnichiwa. Hoan san konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào lúc 10 giờ sáng hàng ngày. Còn buổi tối thì thỉnh thoảng mình sẽ like các lớp học nhá. Bạn Ron san konnichiwa. Xin chào mọi người. Chào hơi nhiều nhỉ. Cam có bị mờ không? Konnichiwa. Nào các đồng chí vào like rồi thì thả tim giúp mình nhá. Các đồng chí vào like rồi thì thả tim giúp mình nhé. Để chúng ta bắt đầu cái giờ học ngày hôm nay nào. Hay, Jin-san lúc nào cũng thấy vào đúng rất là đúng giờ. Jin-san 今 何をしてるの? Jin-san bây giờ làm gì mà sao thấy lúc nào cũng vào live xem nhá. Lúc nào cũng thấy luôn. Rồi, các bạn vào rồi đây. Nào, ở đây không chỉ là luyện tập phần bổ nghĩa đâu, mà nó còn có cả những cái câu luyện kêu thông thường nữa đấy các bạn nhá. Nha mọi người nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện này. Đây là cái số tiền mà tôi tiết kiệm trong suốt thời gian qua, đúng không? Thì chúng ta có chủ ngữ là gì? Là đây. Vị ngữ của các bạn sẽ là số tiền tôi đã tiết kiệm trong suốt thời gian qua. Thế thì cái thằng này nó sẽ là một cụm danh từ. Và cụm danh từ chúng mình em vừa hai nam sang konbanwa. Hay xin sẵn. Rồi, ok. Chắc là học tiếng Nhật để sang Nhật với chồng đúng không? Nào, cái số tiền mà tôi tiết kiệm trong suốt thời gian qua nó sẽ là cụm danh từ. Và cụm danh từ chúng mình có cái mẫu ngữ pháp là bổ nghĩa cộng với lại danh từ chính. Bổ nghĩa là làm gì? Là làm rõ nghĩa của cái thằng danh từ đó hơn. Thế nên chúng ta sẽ có cái gì? Danh từ chính ở đây là số tiền, đúng không? Và tiết kiệm trong suốt thời gian qua nó sẽ là bổ nghĩa. Và các bạn lưu ý bổ nghĩa hay nam sang con đi chưa? Và bổ nghĩa của các bạn thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ chia về thể thông thường này, hoặc là tính từ cộng trực tiếp này, hoặc là danh từ thì phải có no. Mà đây nó là cả một cái mệnh đề, đúng không? Là cả một cái mệnh đề thì chắc chắn nó sẽ là cái động từ đấy, đúng không ạ? Rồi, vậy thì chủ ngữ chúng mình có đây là nhá. Đợi mình sửa phông chữ đã. Mình sửa phông chữ đã nha. Các bạn làm đi nào. Có ai có đáp án chưa? Nãy là đang mải quay clip nên là like muộn các bạn ạ. Dạo này đang có cái hot trend đấy là bắn nịt ý. Rồi, ok, thì chúng ta sẽ có kore wa. Chưa ai có đáp án à? Số tiền thì nó sẽ là okane desu, đúng không? Hoặc là kingaku desu. Kingaku là từ nâng cao hơn. Còn hiện nay nếu mà đối với những bạn sơ cấp, các bạn chưa biết thì các bạn chỉ có okane, đúng không nào? Rồi, tiết kiệm trong thời gian qua, có ai biết động từ tiết kiệm là gì không nào? Có ai biết tiết kiệm là gì không ạ? Không ai biết. Rồi, gợi ý cho chúng ta luôn, đó là chokin suru. Ok chưa? Chokin suru cả lớp nhá. Zutto chokin shite kita okane da. Rồi, ok, em chỉ lộ ra ý desu ne. Hoka no hito wa? Ok, chokin suru. Nhưng mà lên N3 các bạn còn học một cái từ nữa, đó là yokin cơ. Yokin suru. Nhưng mà hai thằng này khác nhau như thế nào?
có ai biết không? これお金は Nam ơi, chủ ngữ của chúng mình chỉ là đây thôi, đúng không Nam? Nhé Nam cưng sàn, thế nên chúng ta sẽ có これ wa, chứ không cần これお金nhá. いいですね. ためる, so nhé. Bạn Nam đang sử dụng cái động từ đó là ためる, cũng rất là chính xác cả lớp ạ. ためる. Rồi, ためる ở đây của chúng ta nó sẽ mang cái ý nghĩa đen, đó là tích chữ, tích lũy cả lớp nhá. Tích chữ, tích lũy. Và cái thằng này nó có thể dùng cho cả nghĩa bóng nữa. Ví dụ như là các bạn tích lũy kinh nghiệm này đó, hay là các bạn bị tích tụ stress căng thẳng này, stress yếu, ためる, được chưa nào? Đó, vậy nên là các bạn hãy comment để chúng ta học hỏi nhau nhá. Comment để học hỏi nhau nào. Rồi, so this này, em chỉ đồ ra rằng quả là đã học N1 có khác. Nào, thằng bên trên của mọi người chú kinh ấy, nó sẽ là tất cả các hình thức tiết kiệm. Nó có thể là tiền mặt này, cho vào lợn này, đúng không? Rồi là gửi tiết kiệm ngân hàng này, rồi là mua vàng này, rồi là mua bất động sản. Thì những cái hình thức đó đều được gọi là chú kinh. Còn cái thằng yô kinh ở đây nó xuất phát từ cái động từ là azukaru và azukeru, tức là gửi đấy. Thì thằng này nó chỉ là tiền tiết kiệm gửi ngân hàng thôi. Các bạn lưu ý hai thằng này. Thằng này là thuộc phạm trù của N3, đúng không? Còn thằng này thì các bạn gặp rồi nhá. Sơ cấp thì chắc là các bạn cũng gặp rồi. Còn đây là zutto ni. Zutto thì chúng mình không cần phải ní đâu, đạt nhá. Zutto chokin shite iru okane desu. Rồi, ok. Những đồng chí khác ạ, các đồng chí khác có đáp án chưa? Rồi, các bạn có thể sử dụng ba cái động từ ở đây nhá. Ok chưa nào? Các bạn có thể sử dụng ba động từ ở đây. Còn cái câu của chúng ta cùng nhau hoàn thiện này. Tôi tiết kiệm trong suốt thời gian qua. Các bạn có thể sử dụng cái thằng zutto, hoặc là thậm chí chúng ta có thể sử dụng cái thằng kore made, tức là cho đến thời điểm hiện tại, đúng không? Đây là số tiền mà cho đến thời điểm hiện tại. Hai bạn đỗ visa đổi tiền sang konnichiwa, đúng không? Rồi, một là chúng mình dùng từ đơn giản nhất zutto ですね. Zutto đơn giản nhất đối với những bạn sơ cấp, chúng ta chưa học những cái mẫu ngữ pháp gọi là nâng cao, thì các bạn có thể sử dụng đó là chokin shita, đúng không? Chokin shita okane desu. Đấy là một cách diễn đạt này, đúng không? Stress thì chúng mình sẽ lấy từ tiếng Anh luôn, đúng không? Có một cái từ tiếng Anh mà các bạn hay dùng đây, stress đây nhá. Rồi, hoặc là các bạn có thể sử dụng là chokin shite kita. Đó, hoặc thậm chí là các bạn đang muốn tiết kiệm nữa thì các bạn chia sang là chokin shite iru. Cái thì ở đây nó phụ thuộc vào văn cảnh của mỗi người các bạn nhá. Phụ thuộc vào văn cảnh của mỗi người, được chưa nào? Thành sang konnichiwa. Ides ka? Các bạn có biết là tại sao ở đây lại dùng với lại vete kita không? Trong những cái buổi livestream thì chúng ta có nhắc đến, nhưng mà không biết là các đồng chí còn có nhớ là gì không nữa. Rồi, chúng mình sẽ chuyển sang câu 54 nhá. Nội dung hôm nay chúng ta phát biểu là phương pháp học. Nội dung hôm nay chúng ta sẽ phát biểu là phương pháp học. Rồi, khả năng là cô giáo đang yêu cầu chúng mình đấy. Đang yêu cầu, đang nhắc lại với cả lớp đấy. Thằng đấy lại là chữ Hán khác nhá, em chỉ đồ ra sao. Thằng đấy lại là chữ Hán khác rồi. Nhé. Nào, nội dung hôm nay chúng ta phát biểu là phương pháp học. Nào cả lớp. Ok bạn Thành sao? Nào, trong lúc các bạn đang làm câu 54, nếu như đồng chí nào mà thắc mắc về cái thằng Vetikita thì các bạn có thể comment, mình sẽ gọi là nói lại nhá. Mình sẽ nói lại từ đầu đến đuôi cho cả lớp. Còn cái câu 54 của chúng ta như sau này. Nội dung hôm nay chúng ta phát biểu sẽ là chủ ngữ, đúng không? Chúng ta ở đây các bạn sẽ không cần thêm tại từ nhân xưng vào. Bởi vì sao? Có thể là giáo viên đang nói với lại học sinh, đúng không? Học sinh là số nhiều thì sẽ là chúng ta đấy, đúng không? Và vị ngữ sẽ là phương pháp học né. Phương pháp học. Phương pháp học ở đây thì chính là cái cách học ですね. Hoặc là phương pháp hô hô. 今日は発表する内容は勉強方法です。OK、チャングトゥさん。OK、チャングトゥね。chỗ này chúng mình sẽ có cái mệnh đề bổ nghĩa, đó là gì?
Nội dung là danh từ chính chúng ta sẽ cho ở cuối. Còn ngày hôm nay phát biểu chúng ta sẽ cho là thành phần bổ nghĩa chia về thể thông thường. Đúng không nào? Và là ở đây sẽ là wa, sau đó sẽ là phương pháp học thật sự nhé. Rồi cả lớp nào. Kiểu hợp biểu sư được này yêu á. Bên kiểu hô hô, bạn cỏ ba lá ơi. Chúng mình phải kết thúc câu chứ. Đúng không? Chúng mình hãy kết thúc câu đi nào. Rồi, ok. Ngày hôm nay chúng ta phát biểu sẽ là kyo, desu ne. Phát biểu đó là hapyo suru, đúng không? Và nội dung ở đây sẽ là naiyo, đúng nhỉ? Naiyo á. Ok. Về sơ cấp thì chúng mình sẽ có benkyo no hoho desu. Hoặc thậm chí các bạn cũng có thể dùng một cái từ đơn giản như sau đó là benkyo shikata desu, đúng không? Nói chung là trong một câu thì các bạn sẽ có nhiều cái cách diễn đạt lắm nhá, sẽ có rất nhiều cái cách diễn đạt. Ides nhé. Hai. Rồi ok, benkyou shikata. Ok desu ka? Rồi, trước khi mà chúng mình chuyển sang câu 55 thì cho mình hỏi là hapyo nó còn nghĩa nào không? Thằng hapyo này còn nghĩa nào nữa không ạ? Cam hơi mờ nhỉ. Mình cần một chút giấy. Hình như cam cam cậu 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 xem cam nó có bị mờ không? Cloudy. Nào cả lớp, có ai biết là gì không? Bạn Thiệp Nguyên sẵn. Chính xác. Mọi người ơi, thằng Hapio này nó có một nghĩa nữa, đó chính là công bố nhá. Các bạn sẽ hay thấy trang web ấy, đúng không? Trang web người ta sẽ bảo là ngày bao nhiêu tôi sẽ công bố kết quả kỳ thi, đúng không nhá? Kekkao hapyo shimasu. Nha, công bố. Nha, thuyết trình thì nó sẽ là cái phát biểu rồi nhá, nó sẽ thuộc cái phạm trù là phát biểu rồi nhá, 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 công bố. Tiếp tục 55 này, người mà đã liên lạc với tôi ngày hôm qua là giám đốc. Rồi, người mà đã liên lạc với tôi ngày hôm qua là giám đốc. Gợi ý với các bạn nhá, cái thằng liên lạc này chúng ta có nhiều cách diễn đạt. Nó có thể là liên lạc là đen tắc cử sư được, nó có thể là gọi điện thoại cũng là một cái hình thức liên lạc mà, đúng không? Vậy nên ở đây chúng mình có động từ liên lạc là đen tắc cử sư được, đúng không nhỉ? Hoặc là gì? Hoặc là gọi điện thoại nó là あの電話をかける hoặc là電話する đều ok hết, đúng không? Còn từ nào mới nữa không? Không. Giám đốc thì chính là社長 rồi, đúng không?社長. いいですね. Hai. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ phân tích câu này. Cái người mà đã liên lạc với tôi ngày hôm qua là chủ ngữ. Và vị ngữ của các bạn sẽ là giám đốc. いいですね。Chúng ta sẽ có câu gì đây? 昨日連絡した人は社長です。 OK, 私と連絡した人は社長です。Bạn Đạt đang cố gắng comment như sau. Bạn Đạt, Đạt đang cố gắng. Đạt ơi. Đây, mình sẽ viết lại câu của Đạt nhá. Trước khi mà viết câu của Đạt là phải viết dấu x vào đã. Không là, không là lại bị bắt bẻ khổ lắm. Nào, câu của Đạt sang như sau. Kino đen đắc shite mo ratta hito wa sacho desu. Có ai nhận xét gì câu của Đạt không ạ? Có ai nhận xét không? Nên là cứ tại tôi á, sao cho desu. Nên là cứ hai năm cương sẵn chính xác. Đang tính chụp màn hình để bắt bẻ. Tsunagaru được nhá, được được được, bạn con mỗi cô đơn thôi, đúng không? Ở đây chúng mình còn có những ba cái cách diễn đạt, huống chi là các cách khác, đúng không ạ? Itadaita nó cũng là mura. Nên là cứ tại tôi à, sao cho đề sự. Rồi bạn Kiều Mi chính xác. Cả lớp ơi, cả lớp nhìn cái câu mà mình đang gạch dấu chéo ở đây, đang gạch dấu nhân ở đây. Chính xác, bạn tôi là Hà Nhân đã dịch câu của Đạt rồi đấy. Đạt đã đặt theo dõi này. Cái mẫu ngữ pháp VT Morau là gì? VT Morau là được, đúng không? Né, VT Morau là được. Cái người mà nhận được cái hành động liên lạc này này, đúng không? Hay là cái người mà được gọi điện thoại ấy, được gọi điện thoại là giám đốc, đúng không? Là giám đốc. Thế nên cái thằng mô đau ở trong trường hợp này là không chính xác nhá. Trong trường hợp này là không chính xác. Y des nhé. Nha nha. Ở đây nó chỉ là gì?
nên nó cứ nếu mà các bạn không không thuộc cái thằng VT modal VT code được hay là VT age được thì các bạn cứ dùng mỗi là kino denda kushita, đúng không? Kino denda kushita thôi. Rồi người thì sẽ là shito wa shacho desu. Đây là cách an toàn nhất, đúng không? Đây sẽ là cách an toàn nhất. Rồi ok, bạn siêu nhân quay chính xác. Bạn Lê Tuấn ơi, mình hy vọng là trong những cái buổi livestream như thế này thì chúng ta sẽ không comment cái kiểu hơi hơi gì nhỉ? Mình không biết dùng từ như thế nào. Chúng mình gọi là vui vẻ hoan hỉ nhá. Nha nha nha. Chúng mình không được tôi xích nhau ETS cả. Rồi ok, tôi muốn mua đồng hồ nhỏ nhắn xinh xinh. Tôi muốn mua cái đồng hồ nhỏ nhắn xinh xắn. Nào cả lớp, không phân tích câu này nhá. Mình sẽ không phân tích câu này. Mình không phân tích câu này và onegai cả lớp nè. À, thay tổ bằng nô được không? Được nhá Nam cưng sẵn. Được nhá. Được, được, được. Ghê luôn. Được không? Bạn ý đang bảo đấy là thay cái thằng này bằng nô được không? Được cả lớp nhá. Bởi vì sao? Chúng ta có một học một cái mẫu ngữ pháp danh từ hóa thì nô ở đây nó tương ứng với cái phần vị ngữ. Nếu như vị ngữ là người thì chúng ta sẽ dịch nô ở đây là người. Nếu như vị ngữ là thời gian thì chúng mình sẽ dịch thằng nô ở đây là thời điểm. Thì ở đây các bạn vẫn cứ à, ngày hôm qua là giám đốc nhé. Rồi nào, chúng ta sang câu 56 nhá. Tôi mua cái đồng hồ nhỏ nhắn xinh xắn nào. Đầu tiên chủ ngữ của các bạn thì chắc chắn nó sẽ là tôi rồi, đúng không? Mua cái đồng hồ nó là vị ngữ. Và vị ngữ thì bao giờ các bạn cũng sẽ cho ở cuối câu, đúng không? Các bạn sẽ cho ở cuối câu. Chị chắc cứ tê. Ok, chị chắc cứ tê. Kawaii toke o kaitai desu. Ii desu ne. Đầu tiên sẽ là tôi muốn mua cái đồng hồ đã. Toke o kaitai, đúng không? Toke o kaitai. Tiếp theo cái đồng hồ. Đồng hồ như thế nào? Cái đồng hồ nó nhỏ nhắn và nó xinh xắn. Thế thì hai thằng này nó đang bổ nghĩa cho đồng hồ. Bây giờ giả sử như các bạn để cái thằng nhỏ nhắn ở phía trước thì chúng ta sẽ dùng cái thằng chi sai, đúng không? Nhưng mà chi sai hai tính từ mà muốn kết hợp với nhau thì chúng ta sẽ chia sang thể T là chi sa cư T desu ne. Và xinh xắn thì nó chính là kire, đúng không? Và kire nó là tính từ đuôi na, thì khi mà cộng với một danh từ chúng ta sẽ giữ nguyên na. Để trên là chi sa cư T kire na toke o kaitai desu. Hoặc nếu như các đồng chí đẩy cái thằng kire lên trước thì khi mà kire tính từ đuôi na chia sang thể T nó sẽ là đệ, đúng không? Kire đệ chi sai toke o kaitai desu. Ok chưa nào? Rồi. Vậy thì nhân lúc mà các bạn đang làm câu 56 thì cho mình hỏi nó là đồng hồ đeo tay là gì ạ? Đồng hồ đeo tay của các bạn là gì? Đồng hồ đeo tay này, rồi là đồng hồ báo thức này, đúng không? Ừ, ok, đúng vậy hàng xa. Nhỏ nhắn xinh xắn, đúng không? Hoặc là để đáng yêu cũng được. Casio ạ. Ví dụ nói như thế nào nhỉ? Rolex. Trời đất ơi. Đồng hồ Rolex. Trời đất ơi. Ở đây có đồng chí đang hỏi là dùng she được không? Cũng được, đúng không? Nhưng mà các bạn lưu ý nhá, cái thằng này chúng mình không được đi với she nữa nhá. Chỉ được đi she chỗ này thôi nhá, chứ không được she ở đây nữa. Rồi, đồng hồ đeo tay của mọi người nhá. Đeo tay, tay là ừ đúng không? Thì nó chính là ừ đê. Nhưng ừ đê thì ok này. Nhưng cái thằng đồng hồ ấy nó lại bị biến âm thành đô các bạn nhá. Ừ đê đô kê, cả lớp cẩn thận nhá. Ừ đê này. Ừ đê đã. Cho tôi mặt tên nhé. Ừ đê và cái này bị biến âm thành đô nhá. Ừ đê đô kê. Rồi, ok, còn đồng hồ báo thức nào cả lớp? Đồng hồ báo thức. Hay, Nhật Hy, sang konnichiwa, xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã thả tim giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đào thiếu 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 âm y nhá. Tào ơi. Đạt sang chính xác. Đồng hồ báo thức của các bạn nó có thể là aramu này, đúng không? Nó có thể là một cái từ rất là dài và rất nhiều bạn sợ. Đó là mezamashi vẫn là doke nhá. Mezamashi doke, được chưa? Rồi. Mê ra biến âm nhá, mê ra ma si do kê, ok chưa?
Hai rồi, vừa dùng để cai hoa vừa để luyện dịch câu cả lớp nhá. Vì trời lạnh nên ra ngoài nhớ mặc áo ấm nhé. Đã đọc một số bình luận trong phiên live để đảm bảo trải nghiệm của cộng đồng các bạn đọc cắn cả lưỡi. Mizamashi doke, có câu nào cắn lưỡi cả? Mizamashi doke doke đặng dung sàng câu 57 nào, vì trời lạnh nên ra ngoài nhớ mặc áo ấm nha. Hay, xin mời cả lớp. Cảm ơn các bạn đã thả tim, cảm ơn các bạn rất 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 nhiều ạ. Nha, hy vọng là chúng ta sẽ comment những cái tích cực thôi nha cả lớp nha. Không comment linh tinh nha, không comment bậy bạ, không comment toxic. Rồi, cảm ơn bạn Đỗ Visa rất rất nhiều. Đỗ Đỗ Visa vẫn đang thả tim cho Zenje. Nào, vì trời lạnh nên ra ngoài nhớ mặc áo ấm nhé. Chúng ta cùng nhau phân tích từ vựng nào, có từ vựng nào mới không cả lớp? Có từ nào là từ mới không ạ? Sơ cấp chúng mình sẽ có chữ lạnh là gì? Lạnh thì chắc hẳn là phải 100% các bạn biết rồi đúng không? Là samui đúng không ạ? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có ở thanki luôn. Ok. Soto wa sami no de uwagi wo kitoite kudasai ne. Rồi ok, nhưng mà thiếu cái thằng ra ngoài Đoan ơi. Ra ngoài của các bạn là gì? Mọi người ra ngoài nào. Dekake sai ni. À, dekake, ok, dekakeru. Nhưng mà chúng ta cũng có một cái cách nói nữa là gì? Là soto ni deru cũng được. Đúng không ạ? Rất nhiều cái cách diễn đạt ở đây cả lớp nhá. Hay. Còn nếu mà các bạn có cái cách nào nữa thì các bạn có thể liệt kê. Đúng không? Các bạn có thể liệt kê để cả lớp cùng học hỏi nhé. Rồi, áo của các bạn là gì? Áo thì ở đây các bạn có thể dùng là koto, các bạn có thể dùng là uagi, hoặc thậm chí các bạn dùng là fuku cũng được. Đúng không nào? Các bạn dùng fuku cũng được. Nhưng mà áo ấm cả lớp nha. Các bạn nhớ áo ấm cơ. Áo ấm nào. Rồi ok. Cái thằng uagi hay là cái thằng koto hay là cái thằng jacketo desu ne, nó đã thể hiện là cái áo áo dày rồi. Đúng không? Cái áo dày rồi. Nếu Zen đang muốn nói đấy là nếu các đồng chí đang học N5, các đồng chí chưa biết cái thằng cô tổ, các đồng chí chưa biết cái thằng uagi, thì các bạn có thể sử dụng cái từ đơn giản. Đúng không? Chúng mình hãy lắp ghép những cái từ mà chúng mình có, tận dụng những cái từ mà chúng mình có. Đó là gì? Ấm sẽ là atatakai. Yes nhé. Atatakai fuku. Đúng không nhỉ? Atatakai fuku. Nhưng nếu như các đồng chí có từ khác thì các bạn nhiều từ. C ta là áo len. Atsui fuku. Atsui nó là nóng nhá. Nó là nóng hai nhân ơi. Mình nên dùng atatakai thôi nhá. Nên dùng atatakai thôi. Rồi ok. Nóng mất rồi đúng không? Nóng nhá. Hoặc là uagi này, rồi là koto này, vân vân, rất nhiều cái ở đây đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái câu này. Vì trời lạnh nó là mệnh đề đầu tiên cả lớp nhá. Nó sẽ là mệnh đề đầu tiên. Ra ngoài của mọi người sẽ là mệnh đề số 2. Và mệnh đề số 3 là nhớ mặc áo ấm nhé. Thì sẽ là đưa ra cái đề nghị về kudasai. Đúng không ạ? Rồi, samui. Samui no de desu ne. Hoặc là samui kara khi ra ngoài dekakeru toki desu ne. Và cuối cùng sẽ là mặc áo ấm nhé. Uagi wo kite kudasai ne. Kite kudasai, đúng không? Hoặc là nhá, vừa nãy sẽ có thấy một bạn diễn tả một cái câu này như sau, đó là kitoite kudasai. Các bạn có biết cái này là gì không? Kudasai, cả lớp ơi. Các bạn có biết là cái thằng kitoite kudasai này là gì không? Kite kudasai nè. Các bạn thêm cái âm ne vào, đúng không ạ? Sami desu kara, tada fuku wo oboite. Câu của ai đây? Câu của mèo Bắc Ninh này. Mèo Bắc Ninh. Rồi, mèo Bắc Ninh nhá. Mèo Bắc Ninh để ý câu này nhá. Rồi, Sen đang lại phải viết dấu x vào đây, không lại bị bắt bẻ. Mèo Bắc Ninh đang comment đó là fuku wo oboeru. Oboeru. Rồi, các bạn có nhận xét gì về câu của bạn mèo không nhỉ? Đây, bạn mèo đang comment một cái cụm từ đó là fuku wo oboeru. Cô có dạy kèm 110 hiện tại thì lịch của mình đang bị kín. Nhà hiện tại của mình, lịch của mình thì đang bị kín. Nếu như mà chúng mình học cô Trang, cô Ánh, cô Bích, cô Duyên các thứ thì mình sẽ liên hệ nha. Nào cả lớp, nào. Chính xác, đúng lắm. Cái thằng oboeru ở đây của các bạn nhá,
Cái này không phải là nhớ mặc áo ấm mà cái này nó lại là nhớ cái áo. Và cái thằng oboe được ở đây của chúng mình nó là nhớ theo cái kiểu là học thuộc lòng ấy. Ví dụ như là kotoba o oboe được nhá. Kotoba o oboe được. Desu ne. Chưa chắc đâu nha bạn út mà lem sao. Chưa chắc đâu nha. Rồi, oboe được của các bạn sẽ là nhớ theo kiểu thuộc lòng nha. Thế nên là trong trường hợp này là không ok. Tiếp tục các bạn quay trở lại cái thằng kitoite kudasai thì đây nó chính là mẫu ngữ pháp kite oite kudasai nhá. Kite oite kudasai thì nó là mẫu ngữ pháp VTO cự. VTO cự của chúng mình có 3 nghĩa. Nghĩa đầu tiên nó sẽ là làm trước làm sẵn, làm trước khi mà đi ra ngoài ấy nhá, làm trước khi mà đi ra ngoài. Mặc dù cái câu tiếng Việt của chúng ta không có cái chữ trước nhưng mà các bạn mặc định như thế đúng không? Chúng mình ngầm hiểu như thế thì chúng ta có thể sử dụng cái mẫu ngữ pháp này. Rồi ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ ôn tập lại kiến thức của VTO cự nhá. Ý nghĩa số 2 của VTO cự là gì cả lớp ơi? À, thế nhớ gia đình là gì đúng không? Rồi ok. Các bạn ơi các bạn, nếu như chúng ta muốn nói là kazoku to ka hoặc là koibito to ka, chúng ta đi với trợ từ ni và chúng ta sẽ sử dụng nhớ là gì, có ai biết không? Ok, bạn Nam Cưng đã trả lời mất rồi. Bạn Nam Cưng đã trả lời mất rồi. Đó chính là ai tai hoặc là koishi cả lớp nhá. Koishi đều ok nhá. Thấy chưa? Sami kara được nhá. Được được được. Còn sami desu kara nó sẽ là dạng lịch sự thôi nhá. Koishi hoặc là ai tai. Vậy nên là có một cái quy tắc khi mà học từ vựng là các bạn không nên học mỗi cái cách dịch. Tức là các bạn phải học được hoàn cảnh dùng của nó, phải học được trợ từ đi kèm, phải học được những cái cụm từ cố định. Ok chưa nào? Rồi, vậy thì bây giờ mình lại có câu hỏi cho mọi người. Đó là nhớ ra là gì? Ví dụ như là nhìn thấy mặt của anh ta nhưng mà mãi mà không nhớ ra tên ấy. Nào cả lớp, nhớ ra tên nào. Đoan Nguyễn. Rồi, chính xác nhất cả lớp nha. Chúng mình sẽ có cái thằng omoidasu. Omoidasu nó sẽ là, không phải omoide, em bông ơi. Em bông ơi không phải là omoide. Không phải là nhớ ra gia đình. Ở đây là xem đang bảo là nhớ ra tên cơ mà. Nào, ví dụ như nhìn thấy mặt của anh ta nhưng mãi không nhớ ra tên của anh ấy thì chúng mình sẽ nói Nakanaka namae wo omoidase nai. Được chưa nhỉ? Và nó sẽ có cái nghĩa số 2 nhá. Omoidasu sẽ có nghĩa số 2 đó là cứ mỗi lần nhìn thấy cái bức ảnh này tôi lại nhớ về quê hương. Cứ mỗi lần nhìn thấy cái tấm ảnh này tôi lại nhớ về người bà đã mất, đúng không ạ? Thì cái này nó sẽ mang tiếng hoài niệm nữa, hồi tưởng, tức là nhớ về những cái sự việc trong quá khứ. Đấy các bạn thấy không? Có tận 3 cái từ nhớ nhưng nó lại dùng trong văn cảnh khác nhau nhá. Vậy nên là các bạn phải học văn cảnh của nó nữa. Rồi còn quay trở lại cái mẫu ngữ pháp VTO cự cả lớp ơi, hãy liệt kê ý nghĩa của VTO cự nào, kiến thức của N4. Ký dư cự sẽ là nhận ra. Đúng không Khải ơi? Cái câu văn cảnh của mình là gì? Nhìn thấy mặt của anh ta rồi nhưng mãi không nhớ ra tên của anh ta. Còn ký dư cự là gì? Là nhận ra. Trong lúc mà tôi không để ý thì trời nó tối mất rồi. Hay là tôi gọi anh ta nhưng mà anh ta không nhận ra tôi. Thì lúc đấy các bạn mới dùng mấy lại ký dư cự nhá. Khung giờ live sẽ là 10 giờ sáng hàng ngày nhá. Làm trước để nguyên như thế. Ok, bạn NTM thiếu một ý nghĩa. Bạn là HQ thiếu hai ý nghĩa. Làm gì đó để chuẩn bị cho lần tới. Bạn Đỗ Visa vẫn thiếu một ý nghĩa. Làm sẵn chuẩn bị. Ok bạn Thành sảng. Yes nhé. Nào cả lớp ơi, chúng ta sẽ cùng nhau liệt kê lại nhá. Thứ nhất là làm trước làm sẵn thì các bạn đều biết rồi, đúng không? Làm trước làm sẵn để chuẩn bị cho một mục đích nào đó trong tương lai. Và ý nghĩa số 2 của các bạn đó sẽ là cái điều cần thiết phải làm. Cái điều cần thiết phải làm để lần sau chúng mình còn sử dụng tiếp. Ví dụ như là sau khi ăn xong thì tôi sẽ rửa bát đĩa. Rửa bát đĩa là cái điều cần thiết phải làm sau khi mà chúng mình ăn xong, đúng không? Làm gì để lần sau còn dùng tiếp. Yes nhé. Hay là sau khi học xong thì tôi sẽ tắt điện, tắt điều hòa. Thì đấy là điều cần thiết, chẳng nhẽ mà các bạn cứ bật như thế mãi, đúng không? Thì sẽ rất là tốn điện, để lần sau còn đến học tiếp nhá. Thì đấy là ý nghĩa số 2. Và ý nghĩa số 3 của chúng ta là giữ nguyên, duy trì một trạng thái nào đó. Rồi, ok. Tiếp tục câu số 58 nào. Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn ngày mai. Nào, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn ngày mai. Câu này thì quá là đơn giản rồi, đúng không? Cái này nó chỉ là một chút ít của cái gì nhỉ? Của bổ nghĩa thôi, đúng không? Bạn Jin sang comment như sau. Bạn Jin sang nhá. Jin sang. Jin sang hãy nhìn lại câu của mình và hãy đưa ra cái suy đoán tại sao câu của mình vẫn chưa ok. Bạn Jin comment như sau. Ashita. Ashita, Jin đâu rồi, Jin đâu rồi. Ashita, tabemono, junbi, junbi shite oku. Đúng không?
hoặc là chuẩn bị stock à stock đúng không? Like của mình thì đều up ở trên YouTube bự nha. Các bạn có biết tại sao câu của Jin chưa ok không mọi người? Mọi người thử dịch câu của Jin nào. Chính xác bạn Đoàn. Đúng không Đoàn sảng. Jin ơi em nhìn lại câu của mình nhá. Câu này tức là không sai nhưng mà ý là so với cái câu tiếng Việt của chúng mình là chuẩn bị bữa ăn như thế nào. Đúng không? Jin nói rồi, cái này nó là bổ nghĩa. Đồ ăn như thế nào? Đồ ăn của ngày mai, đồ ăn cho ngày mai. Thế nên ngày mai của chúng ta đang bổ nghĩa cho cái thằng danh từ đồ ăn. Mà danh từ bổ nghĩa cho danh từ thì chúng ta phải nối với nhau bằng trợ từ no. Còn nếu mà mình comment như thế này thì sẽ là ngày mai. Ngày mai tôi sẽ làm về, đúng không ạ? Tất cả mọi cái đều là vô diện GP nha mọi người nha. Cảm ơn bạn Thành sao. Hay. Được chưa? Thế nên câu chuẩn chỉnh của chúng ta là gì? Đầu tiên là chuẩn bị đồ ăn đã nhá. Chuẩn bị đồ ăn sẽ là 食べ物を 準備する. Đúng không? Đây là cách nói đơn giản nhất. Hoặc các bạn đang sử dụng cái mẫu ngữ pháp shite oku. Ok, rất chuẩn, đúng không? Rất chính xác. Nhưng mà các bạn phải nhìn lại là bữa ăn như thế nào, đồ ăn như thế nào, đồ ăn cho ngày mai. Đúng không? Tức là ngày mai nó đang bổ nghĩa cho đồ ăn. Và ngày mai của bạn là ashita. Nó là danh từ thì nó nối với danh từ bằng trợ từ no. Đúng không nào? 明日の食べ物を準備しておく nhá. Hay, Mạnh san konnichiwa. Rồi rồi, ok, cảm ơn các bạn, cảm ơn Đào san. Tiếp tục là câu 59. 59 nha. 59 xin mời cả lớp ạ. Bên sensei toàn lớp, bên mình toàn lớp online hết. Bên mình toàn bộ là lớp online hết cả lớp nhá. Nhưng mà các bạn yên tâm là lớp online của mình sẽ bật cam 100% nhá. Bật cam 100% và tương tác sẽ giống hệt như lớp offline. Thứ nhất là chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian chi phí đi lại này. Thứ hai là chúng ta khi mà có cái việc gì đó bận ý, các bạn có thể xem lại video, đúng không? Mà em kém quá. Ok. Được nhá, Hiu Hiu ơi. Hiu Hiu sang ơi, được. Đúng không ạ, được ạ. Trong một câu chúng ta sẽ có rất nhiều cách diễn đạt, đúng không? Bạn anime ơi, tất cả mọi cái mình đều tên là vô diện GP. Đây, tên đây, vô diện GP nhá. Tên đây ạ. Ashita no party no tame ni osake o kau. Rồi, ok, đúng không? Câu này các bạn cũng có thể sử dụng cái mẫu ngữ pháp VTO cự, đúng không ạ? Còn cái mệnh đề số 2, để uống trong bữa tiệc ngày mai. Để uống trong bữa tiệc ngày mai thì nó sẽ là mệnh đề số 1, đúng không ạ? Mệnh đề số 1 này nó là mục đích. Và mục đích của các bạn trong trường hợp này, cho mình hỏi nhá, cho mình hỏi cả lớp nha, đó là gì? Ok, bạn Đặng Dung cũng chính xác đúng không? Bạn Đặng Dung rất là ok. Câu của Đặng Dung cũng ok này, mà câu của Hằng cũng ok này, đúng không? Mà câu của cứ la cà chưa chuẩn nhá. Cứ la cà ơi, NTM đang sai rồi. NTM chưa phân tích được câu, nó bị ngược luôn ạ. NTM, đầu tiên trước khi mà mình hỏi các bạn thì mình sẽ đi theo dõi các cái chưa ok của mọi người nhá. Những cái lỗi sai chưa ok của mọi người này. Thứ nhất, có bạn đang nói đó là Nomikai o nomu. Chuẩn không mọi người? Nhưng mà các bạn comment như thế này nhá, nó sẽ là uống cái buổi nhậu, đúng không nào? Uống cái buổi nhậu thì nên câu này chưa ok nhá. Rồi tiếp theo, có một bạn đang comment như sau. Có một bạn đang comment như thế này. Bạn NTM ấy, mọi người đọc comment của bạn NTM. NTM ơi, mình đang bị ngược hai mệnh đề với nhau nhá. Mình đang bị ngược hai mệnh đề với nhau. Rồi lại có đồng chí nhá. Mình sẽ phân tích câu này tại sao sai này. Cái chàng sinh viên thôi. Chàng sinh viên là party. Party de. Ok ok, ごめんなさい. Mình nhầm. Hai kỷ niệm san konnichiwa. Đây, đồng chí này lại sai nhá. Party ni nomu. Câu này sai đúng ạ.
Party nỉ nô mự là ok hay chưa cả lớp ơi? Đúng rồi, thằng này nó sẽ đang là N4 đấy, có cả N4 và N5. Mọi người, trong một vài trường hợp nó vẫn có thể là party nỉ nhá, nhưng ở đây mình đang nói về cái vấn đề đó là uống uống ở bữa tiệc. Cả lớp cho nhận xét ạ. Rồi, thứ nhất nhá, các bạn hay bị nhầm, các bạn hay bị nhầm như sau, đó là danh từ địa điểm và đằng sau là động từ. Các bạn không biết là khi nào dùng về đế và khi nào dùng về ní, đúng không? Chúng ta cùng nhau nhắc lại này, nếu như nó dùng về đế thì động từ ở đây nó sẽ thể hiện hành động, và đây chính là hành động đấy. Hành động này là hành động uống, đúng không ạ? Uống, thực hiện hành động uống ở đâu đó, chúng ta sẽ đi về trợ từ đế cả lớp nhá. À, còn nếu như thể hiện cái sự tồn tại thì chúng ta sẽ đi về ní. Ví dụ như là ở trên bàn có quyển sách, được chưa nào? Ở trong nhà có tivi, tủ lạnh, máy tính, thì đấy sẽ là sự tồn tại thì chúng ta mới đi về ní nha. Rồi, nhưng mà cũng có một vài trường hợp đi về ní đấy. Thằng này này, có một vài trường hợp đặc biệt đi về ní đấy. Rồi còn quay trở lại này, mục đích của các bạn thì nó sẽ có hai mẫu ngữ pháp liên quan đến mục đích chúng ta đã học trong chương trình N4, đó chính là yoni và tameni. Thì cho mình hỏi là trong câu này các bạn sẽ dùng với cái nào? Các bạn dùng với yoni hay là các bạn dùng với tameni á? Mọi người, hai thằng này đều là mục đích, vậy thì các bạn dùng yoni hay là tameni? Cho mình câu trả lời nhé. Ghi sang tameni, siêu nhân quay tameni, hồng phúc tameni. Ok, y desu ne, chính xác. Tại vì sao? Tại vì cái thằng yoni này nó là mục đích không có tính ý chí, thế nên động từ phía trước nó thường sẽ là thể khả năng hoặc là tự động từ. Bạn Linh Cần nhá. Linh Cần ơi, thằng này nó sẽ là gì? Là mục đích không có tính ý chí, thế nên động từ phía trước nó thường sẽ là tự động từ hoặc là chia về thể khả năng. Mà trong câu này nó là động từ gì đây? Là động từ uống, nó là động từ có ý chí rồi, thế nên là chúng ta sẽ dùng với lại tameni ở đây cả lớp nhá. Rồi, uống trong bữa tiệc ngày mai, đúng không ạ? Sẽ là ashita no, ashita no party de nomu, nomu tameni. Rồi, ok, xong mệnh đề số 1. Và mệnh đề số 2 là chúng tôi mua, đúng không ạ? Sẽ là osake o katte okimasu. Được chưa? Katte okimasu nhá, hoặc là kaimasu đều ok. Tiếp tục câu 60. Câu 60 ạ. Vừa nãy là chúng ta luyện tập rất nhiều cái phần mệnh đề bổ nghĩa, đúng không? Thằng này là bổ nghĩa một xíu 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 thôi, đúng không? Bổ nghĩa xíu 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 nhá. デートにはふるさとに帰る人も多い。うん。お正月の時にふるさとへ。OK、バッドアンさん。先生、ご覧ちのいだい、こっちです。なってま。ご寒い。なお、テッコ、カバラジ。カラバテッコ、カバラジ。Ngày xưa mình có một cơ hội mình nói Tết với lại người Nhật, xong rồi mình cũng nói là tê tổ, mình cũng nói là tê tổ, xong rồi người ta không hiểu. Tại vì cái thằng tê tổ đôi khi là nó mượn từ nước ngoài ấy, thì người Nhật sẽ có nhiều người không biết tiếng Anh ấy, thì người ta sẽ không hiểu, đúng không? Ừ, để mà gần gũi nhất thì các bạn sẽ dùng cái thằng Oshogatsu desu ne, Oshogatsu. Thế thì cho mình hỏi là Tết âm lịch là gì? Tết âm lịch, Tết âm lịch, Tết âm lịch, có ai biết không? Sao mình cứ cảm giác mà nó bị mờ thế nhỉ? Không mờ đâu nét. Mình xem bằng iPad thì nó bị mờ, nhưng mà xem bằng điện thoại thì nó nét. Quên rồi, ok. Quên rồi, chúng mình sẽ có cái chữ cử, cái chữ chữ này này, chữ cũ ấy, Q nhá cả lớp nhá. Kyushogatsu. Ok chưa nào? Đây chính là Tết âm lịch nhá. Kyushogatsu desu ne. Hai. Rồi, tiếp tục. Ở đây nhá, có nhiều cách diễn đạt. Có rất nhiều cách diễn đạt. Còn mình thì mình sẽ diễn đạt như sau. Vào ngày Tết mình sẽ có Oshogatsu ni wa. Được chưa? Oshogatsu ni wa. Đó, mình muốn nhấn mạnh cái thằng danh từ chỉ thời gian này thì mình cho nó làm chủ ngữ, đúng không? Có nhiều người thì mình sẽ có là hito ga oi desu, đúng không ạ? Hoặc là hito ga tassan iru nhé. Đó, nhưng mà nhiều người như thế nào? Nhiều người về quê thì mình sẽ dùng quê, các bạn hay dùng là furusato, đúng không?
hoặc là Kokyo đúng không? Thì ngày hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một từ nhá, jika nhá, jika e kaeru. Được chưa? Động từ phải chia sang thể thông thường sau đó mới được cộng với thằng danh từ hito. Ok chưa nào? Nhá. Oze được đúng không? Bạn con mũi cô đơn. À, mình vừa nói là tết tộ đấy, tết tộ đều ok đúng không? Tết tộ hoặc là oshowatsu đấy. Nhé, được. Nhưng mà ý của mình đang kể thôi. Mình đang kể một cái câu chuyện đấy là ngày xưa mình cũng nói là tết tộ. Mình cũng nói là tết tộ xong rồi mấy người Nhật ấy không hiểu tết tộ là gì. Không hiểu tết tộ là gì. Xong rồi mới chuyển sang cái từ là oshowatsu. Yes, né. Kise suru, chàng trai sinh viên. Né, kise suru là động từ của nhóm của N3 đúng không ạ? Rồi, chính xác nhá. Có rất nhiều cái diễn đạt, mọi người yên tâm. Rồi, Jika, máy tính của bố tôi mua cho rất là đắt. Xin mời cả lớp. Nào, nào, xin mời các bạn làm câu 61. Máy tính mà bố tôi mua cho rất là đắt. Rất là đắt. Khóa lệnh đề thì các bạn cứ IB giúp mình nhá. Mọi người ơi, trước khi mà mình nói cái này thì cho mình hỏi một chút. Đấy là các bạn đã bao giờ nghe cái thằng Jitka chưa? Cái thằng Jitka mà mình vừa nói ấy. Chưa ai nghe à? Jitka ấy. Hay là chúng mình không để ý thôi? À, lệnh đề N2 thì mình cũng không có. Chưa nghe á? Chưa nghe bao giờ luôn. Nghe nhiều rồi, Linh cẩn rồi ạ. Các bạn, những bạn khác thì sao? Người Nhật hay nói. Bốn có ạ. Rồi ok. Jitka là nơi mình sinh ra ấy. Jitka là nhà đẻ của mình, ok. Thật ra là như thế này, là trong Kaiwa nhá, mình thấy là người ta hay dùng Jitka hơn là cái thằng Furusato nhá. Ví dụ như là cùng là người Nhật với nhau hoặc là cùng là người Việt với nhau ấy thì sẽ hỏi mọi người đấy là Noyoku Jitka e kaete masu ka? Mày có hay về quê không? Đúng rồi, Văn nói đấy. Né, Văn nói đấy nhá. Ides né. Hay. Rồi, ok. À không, cái thằng Shushinchi ấy nó cũng là quê, đúng không? Nhưng mà nó đang ám chỉ là xuất thân nhá. Xuất sinh các bạn còn dùng được với xuất thân từ trường đại học nào cơ. Đó. Thế nên là mỗi từ nó có một cái cách dùng, đúng không? Rồi, ok. Các bạn đang hỏi lớp luyện đề, đúng không? Thế thì mình sẽ bắt đầu mở lớp luyện đề từ tháng 10 nhá. Bắt đầu từ tháng 10. Nào, còn quay trở lại câu 61 này nhá. Mình phải hỏi lại xem là các bạn đã nghe cái từ này bao giờ chưa. Là mình đang sợ là mình nói sai thì chết dở, lại bị bắt bẻ. Nào, câu 61 nào. Máy tính mà bố tôi mua cho thì đây sẽ là chủ ngữ, đúng không nào? Và vị ngữ của các bạn sẽ là đắt. Yes nhé. Thế nên chúng ta sẽ có danh từ chính, đó là cái máy tính bố tôi mua cho. Nó là mệnh đề bổ nghĩa, phải đứng ở đằng trước thằng danh từ máy tính, đúng không nào? Rồi, ok. Vậy thì đầu tiên chúng mình có mệnh đề bổ nghĩa là bố tôi mua cho. Nó bố tôi sẽ là chủ ngữ, đúng không? Bố tôi sẽ là chủ ngữ này, mua cho sẽ là vị ngữ. Nhưng bởi vì nó là cái mệnh đề bổ nghĩa nên là bố chỉ được đi với lại, chỉ được đi với lại trợ từ gá thôi nhá cả lớp nhá. Và mua cho tôi, mua cho tôi thì phải là katte kureru. Nhưng mà đã mua cho chưa nhỉ? Mọi người đã mua cho chưa? Mình thấy là có nhiều bạn đang dùng là chan san sashiburi desu nè. Có nhiều bạn đang comment là kau. Thằng này là mua cho rồi nhá. Thì chúng ta sẽ dùng cái katte kureta, được chưa nào? Katte kureta. Và cái máy tính của các bạn chính là danh từ đây. Nó sẽ đứng đằng trước danh từ, đó là pasokon, đúng không ạ? Bình thường thì các bạn sẽ dùng là totemo takai desu, đúng không ạ? Rồi, thay vì dùng với totemo, các bạn còn có những cái cách dùng, đó chính là gì đây nhỉ? Đó là mecha desu nhé. Rồi là sugoku. Rồi cái gì nữa? Rồi là chô kawaii đấy, đúng không? Chô đâu? Rồi chô đây nha. Yes nhé. Có rất nhiều cái, đúng không? Nhưng chúng ta có nói với nhau rồi, ngoại ngữ nó sẽ rất là phong phú đa dạng, nó sẽ tùy từng địa phương, tùy từng người. Ví dụ như ở Tokyo thì hay dùng totemo, đúng không ạ?
Mệt chắc cứ chả nữa đấy bạn Trọng Sàng, chúng ta có học nhau đúng không các bạn? Các bạn lên like ở đây các bạn sẽ học hỏi nhau được rất rất là nhiều đúng nhá. Mệt chắc cứ chả tiếc nhé nhá. Mệt cha cơ chả, hy vọng là trong những cái buổi livestream như thế này thì chúng ta sẽ đóng góp đúng không, sẽ góp ý cho nhau để cùng nhau tiến bộ nhá. Rồi ok ok, thế nào chúng ta chuyển sang câu 62 nào. Lúc nãy cậu gặp là ai vậy, người lúc nãy cậu gặp là ai vậy, câu này dễ rồi đúng không, không phân tích nữa nhá, không phân tích nha, chờ các bạn, chờ cả lớp cùng nhau đọc nào, cùng nhau thực hiện nào. Da de des cả là gì, thiện nhân sáng nhầm đúng không? Da de des cả là gì? Ở đây bạn ý dùng là sai kinh. Sai kinh thì chưa ok lắm nhá. Các bạn biết tại sao không? Sai kinh thì nó sẽ là dạo gần đây, đúng không? Nó là dạo gần đây. Còn cái câu tiếng Việt của chúng mình là gì? Là lúc nãy cơ. Lúc nãy các bạn sẽ có một cái từ gần nhất, đó là saki desu nhé. Ok. Hay, nó phải là saki cơ. Rồi, đã gặp thì sẽ là atashito wa dare desu ka. Câu này dễ nhá. Dare desu ka. Rồi, ok chưa nào? Hay, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chính xác rồi nhá, bạn Cha Mự, bạn Dibin. Rồi, tiếp tục câu 63. Tôi không thích những cái bộ phim buồn. Tôi không thích những bộ phim buồn. À, bạn đổi visa đổi tên, có một lỗi sai, visa ơi. Visa đang comment là như thế này. Thằng này nó không phải là lúc nãy. Các bạn có biết từ này là gì không? Đai tai thì nó ok nhá Hồng Phúc ơi. Đai tai thì nó ok, nhưng mà cái thằng cô Noai Đà thì sẽ mang văn nó mang văn viết nhiều hơn. Nó là một cái cách nói cứng nhá. Mọi người các bạn có biết từ này nghĩa là gì không? Gợi ý với các bạn nhá. Chữ này nó chính là chữ trước cả lớp ạ. Nó chính là chữ tiên ấy. Tiên mang nghĩa là trước. Thế nên là thằng này nó không phải đọc là Saki. Vừa rồi nó có âm ngắt các bạn ạ. Còn thằng này nó chỉ là Saki thôi. Nhưng mà các bạn nói nhanh thì nó giống như là thằng Saki đúng không? Sakini, Sakini, Osakini shitereshimasu đấy. Đúng không? Osakini shitereshimasu, tức là tôi xin phép về trước đấy. Thằng này là trước nha, chứ không phải là lúc nãy. Đó, cẩn thận, hết sức cẩn thận. Rồi, tiếp tục. Tôi không thích những cái bộ phim buồn. Rồi, đầu tiên là tôi không thích phim đã, đúng không? Ega ga suki janai hoặc là kirai đúng không? Có rất nhiều cái cách diễn đạt ở đây nhá. Thì mình dùng hãy thường người Nhật người ta tránh cái cách nói gọi là thẳng thừng ấy, thì chúng mình sẽ dùng là suki janai nhá. Rồi, suki janai desu ne. Nhưng mà các bạn theo dõi này, bộ phim như thế nào? Bộ phim nó buồn, đúng không? Vậy là buồn đang bổ nghĩa cho cái thằng phim. Thế thì buồn nó là một tính từ, các bạn cộng trực tiếp với thằng danh từ phim thôi. Buồn các bạn dùng cái gì nhỉ? Nigate, ok, hàng sản đó. Đó nhá. Hằng đang dùng nigate đều ok nhá. Nigate cũng là tính từ đuôi na. Ok chưa nào? Nigate thì sự. Nhưng mà cái thằng nigate ấy, chúng mình vừa có thể mang hai nghĩa nhá. Đó là không thích ai đó, không thích cái gì đó, hoặc là các bạn yếu, các bạn kém, các bạn dốt cái gì đấy nhá. Thì đấy là nigate. Rồi ok, trong trường hợp này các bạn đang dùng với thằng kanashi đúng không? Ok. Kanashi ga ga suki janai. Còn một cái từ nữa, đó là một cái thằng sabishi đúng không? Sabishi, nhưng nhá, mình đang nói là nhưng. Nhưng cái thằng sabishi này các bạn có biết nghĩa gốc của nó là gì không? Mọi người có ai biết sabishi nghĩa gốc là gì không? Bạn ca bưng chưa chính xác. Nigate chưa chính xác nha cưng ơi. Rất chính xác. Bạn chàng sinh viên, bạn Hằng, bạn Thích Bella, bạn Trang Thư, bạn ok, tất cả các bạn đều đang comment rồi. Thật ra nghĩa gốc của cái thằng này nó sẽ là cô đơn đúng không? Thì khi mà các bạn cô đơn, các bạn sẽ dẫn đến cái trạng thái đó chính là buồn đúng không ạ? Nên là đôi lúc các bạn hay dịch là buồn đấy, nhưng mà thằng này bản chất của nó sẽ là cô đơn nhá. Đó, còn thằng này sẽ là theo kiểu buồn đau thương đấy nhá, buồn bình thường à. Ok. Bạn Đặng Dung ơi, bạn Đặng Dung đang comment một câu như sau. Đây, câu của Dung Sằng nhá. Câu của Dung Sằng đó là egao kyomi ga nai. Rồi, câu của Dung Sằng, các bạn theo dõi này. Thứ nhất nhá, mẫu ngữ pháp của mình đó là có hứng thú với cái gì đấy. Có hứng thú với cái gì đấy. Chỗ này chúng ta phải đi với trợ từ ní cơ nhá. Hoặc thành chúng mình thay cái thằng ga nai sẽ thằng bằng thằng o
Motsu desu ne. Bantan o motsu. Ok chưa nào? Nha, mi mi mi. Ok, bạn Kun san ii desu ne. Bi Kun san, ok. Nào, câu 64, tôi mong rằng sau này sẽ gặp được người tốt hơn. Rồi. Cái thằng mà tôi mong rằng ấy, tôi mong rằng thì các bạn sẽ có một cái mẫu ngữ pháp, đó chính là thể mát sự hoặc là thể thông thường cộng với thằng yo ní đứng ở cuối câu. Đó. Rồi, chính xác bạn Trường Bỉm rằng ii desu ne. Yo ní đứng ở cuối câu nha. Bạn Ánh rằng ii desu ne. À, câu của bạn NTM mà mình không nhìn được. Nào các đồng chí ơi, các đồng chí comment nhá. Isto, ồ bạn Jin ơi, chắc là Jin đang nấu cơm nên là không để ý đúng không? Động từ gặp gỡ, au. Au của các bạn gặp gỡ ai đó chúng ta sẽ đi về trợ từ gì cả lớp ơi? Ôi, bạn Đỗ Visa, tí nữa mình sẽ theo dõi câu của Đỗ Visa nhá. Trợ từ gì? Ní hoặc là tố đều ok nhá. Ní hoặc tố đều ok. Thế nên là câu của Jin chưa ok nhá. Xong rồi vừa nãy có bạn đang comment là istoyori, lại là sẽ gặp hơn cả người tốt à? Đúng không? Vừa nãy có bạn comment là istoyori gặp hơn cả người tốt à? Câu đấy là không chính xác nhá. Hy vọng là tôi sẽ quen biết, tôi sẽ hẹn hò với lại một người tốt. Ok, Trường Bỉm sao? Rồi, ok. Tôi mong rằng sau này thì chính là shōrai. Yes, né? Chính là shōrai đấy cả lớp ơi. Các bạn đang thiếu sau này. Mọi người nha. Hay, so, yes, né? Chàng trai sinh viên sao? Đúng rồi, sau này chính là shōrai. Hoặc là thậm chí các bạn có thể dùng cái thằng korekara kể từ bây giờ, đúng không? Nha, shōrai. Gặp được một người tốt. Yoi hito ni. Ở đây sẽ là nếu mà au ấy, au đối với những bạn mà chưa học những cái động từ khác thì ok, trong trường hợp này các bạn cứ dùng au, đúng không? Trường hợp này các bạn dùng au cũng được. Yes nhé. Bạn chàng trai sinh viên giải. Yes nhé. Au ở đây là những cái người là ví dụ như là bạn bè của chúng mình này, đồng nghiệp của chúng mình này, đúng không? Chúng mình gặp gỡ nhé. Còn trong trường hợp này, cái việc gặp gỡ này các bạn nên dùng cái thằng deau. Yes nhé. Nha, deau yoni hoặc là deaimasu yoni. Ok chưa ạ? Rồi tiếp tục câu 65. Tôi đang làm việc ở quán nước trên tầng 5. Câu này hết sức cẩn thận nhá. Hết sức cẩn thận, hết sức lưu ý. Ai, yasashi thừa âm y nhá. Bạn Hân ơi, mình thừa một âm y, đúng không? Bạn Hạt Đầu Xanh ơi, nếu mà chúng mình comment là ateoshi, ateoshi nó lại là mong người khác gặp, đúng không? Mong muốn người khác gặp mất rồi. Khó dạy hả? Lên N3 Thành ạ. Em đang học N3 đấy, thì từ vựng của em ý phải học rõ được là từ này nó khác nhau như thế nào ấy nha. Tôi đang làm việc ở quán nước trên tầng 5, xin mời mọi người nhá. Câu này cẩn thận không là bị lừa đấy. Bạn chàng sinh viên Nhật. Chàng sinh viên Nhật khả năng là chắc là giờ cũng phải học đến N2 rồi ấy nhỉ. Bạn Trường Bỉm sai nha. Trường Bỉm ơi, Trường Bỉm chưa ok nha. Quán nước là gì? Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến từ vựng nhá. Làm việc đúng không? Làm việc. Thứ nhất là làm việc. Làm việc các bạn sẽ có rất nhiều cách diễn đạt, ví dụ như đó là hataraku. Có nhiều đồng chí comment là shigoto o hataraku đấy, nhưng mà hataraku nó đã mang nghĩa là làm việc rồi, thế nên là các bạn đừng thêm shigoto o vào làm gì nhá. Còn nếu mà ai dùng shigoto thì nó mới là o sư được. Ok chưa nào? Rồi, quán nước của các bạn, quán nước.
quán nước thì nó chính là kisa tên từ vựng nào năm nhá, kisa tên từ vựng nào năm đúng không nào? Kabun sàn chính xác. Ở đây hôm nay chúng mình tỉnh táo quá nhở. Hôm nay không lừa được các bạn rồi. Cái lỗi sai ngày hôm nay không lừa được mọi người. Không lừa được các bạn. Tại sao lại không lừa được? Tại vì trước các bạn hay sai chỗ này này, quán nước trên tầng 5. Xong rồi các bạn hay comment đó là các bạn comment là gu cay đế, nhưng mà nếu mà chuẩn chỉnh hơn thì nó sẽ là cái quán nước như thế nào, quán nước mà ở trên tầng 5 đúng không? Cái thằng ở trên tầng 5 này nó đang bổ nghĩa cho cái thằng quán nước cơ. Vậy nên là một là chúng mình sẽ dùng cái mẫu ngữ pháp đó là danh từ địa điểm đi với ni a được ấy. Đúng không? Danh từ địa điểm đi với ni a được đó là gu cay ni a được kịt sa tên. Hoặc là ở đây các bạn dùng rất là khéo nhá. Các bạn dùng rất là khôn khéo đó là các bạn dùng nước của tầng 5. Đó, đều ok hết đúng không ạ? Rồi, tôi đang làm việc ở đâu đó thì chúng mình sẽ có địa điểm đi với đế này. Đang làm việc hatarai te iru desu ne, hatarai te iru. Rồi, ở đâu ở cái quán nước thì sẽ là kisaten. Nhưng mà quán nước như thế nào nó bổ nghĩa cho quán nước ở trên tầng 5 thì các bạn đang dùng rất là khôn khéo đó là gokai no. Đúng không ạ? Rồi, ok. Hoặc là các bạn có thể dùng là gokai ni aru. Đúng không? Gokai ni aru. Mọi người ơi, có đồng chí đang bảo là ní ở đây có được không á? Ní chỗ này á. Ní ở đây á, đỗ visa đổi tên. Ní ở đây á. Đỗ visa ơi. Cái này là lần năm mà xem. Đúng rồi, cái này là lần năm bài 22 đấy. Nhưng mà mấy buổi đầu tiên ý, các bạn sai nhiều lắm. Các bạn sai nhiều kinh khủng. Chưa thấy bạn đỗ visa đổi tên comment ní. Xem không hiểu là ní ở chỗ nào. Chưa thấy xem chưa hiểu ní là ở chỗ nào. そうですね。bạn Cam sang chính xác. Hai, gokai ni aru kitsa ten de hatarai te iru. Rồi, ok, bạn Cam sang. Tiếp tục nào, những ai mà xem bộ phim đó thì đều khóc. Những ai mà xem bộ phim đó thì đều khóc nào. Đúng rồi. Đó, thì như bạn Cam thì xem bảo là danh từ địa điểm đi với ni aru đấy. Đức sang. Bạn Đức đang đang bảo là sao không phải là kisaten no no gokai. Rồi ok, chúng ta cùng nhau gõ cái từ kisaten no gokai. Rồi, quy tắc trong tiếng Nhật là gì các bạn? Nhắc lại nào, quy tắc trong tiếng Nhật dịch từ dưới lên. Đúng không? Dịch từ dưới lên nó lại là tầng 5 của cái gì? Tầng 5 của quán nước. Đúng không? Tức là cái quán nước này nó có 5 tầng. Từ 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 từ. Rồi, tức là cái quán nước này nó sẽ có 5 tầng. Đúng không ạ? Và sẽ làm việc ở trên tầng 5. Đúng không? Yes, nó bị ngược rồi nhá. Còn nếu mà cái câu tiếng Việt này của chúng mình này, quán nước ở trên tầng 5 thì có khả năng cái tòa nhà này sẽ có rất là nhiều tầng, mỗi tầng sẽ là một công ty và trên tầng 5 sẽ là một cái quán nước. Đúng không? Đúng rồi, bạn Cam sang chính xác. Yes nhé. Hai. Rồi, nào, còn chúng mình thực hiện câu 66 nào. Các bạn lưu ý nhé, bao giờ tiếng Việt nó cũng sẽ ngược lại với tiếng Nhật nha. Tiếng Việt ngược lại với tiếng Nhật. Ok, bạn Trang Mự sang. Dare de mo naite ta. Ok, bạn Trang sinh viên. Ii desu ne. Thành nhá, Thành không comment những cái kiểu như vậy đâu. Chúng mình đừng đừng tố xách nhau nhá. Tố xách nhau là lần trước là xem bị yếu đấy. Ok, Phan Thư chính xác. Chính xác nhá Phan Thư nhá. Đó cũng là một cái cách diễn đạt và mình nói với các bạn rồi đúng không Phan Thư? Thì desu ne, minna egao. Hanaite ta là gì? Bạn Hậu ơi, Hậu đang sai nhiều quá rồi Hậu ạ. Hậu sai nhiều quá. Nhá. Bạn gì đây? Bạn Ue à, Ue chẳng cũng sai nhá. Nào chúng ta xem lại câu, nhìn lại câu này. Học sinh vô diện. Ủa? Thật ra trời, có một bạn đang ghi là học sinh vô diện CC này. Chà mi bao giờ nhỉ? Chà mi học lớp nào ấy nhỉ?
Rajami. Học sinh của viện CC này. Không, mình sợ toxic lắm. Hay là mấy cái nick ảo ấy. Mình sợ lắm. Nào, các bạn theo dõi nhá. Chủ ngữ của các bạn sẽ là những người mà xem bộ phim đó, cả lớp ơi. Những người mà xem bộ phim đó. Yes nhé. Rồi, còn tại vì mình không, mình chưa dạy mi nào, trà mi nào ấy nhỉ? Nhá, đều khóc, đúng không? Thì đầu tiên chúng ta có chủ ngữ đã. Chủ ngữ chính ở đây là người, đúng không? Chủ ngữ chính ở đây sẽ là người. Người như thế nào? Người mà xem bộ phim đó. Yes nhé. Bộ phim đó của các bạn sẽ là sono ega, đúng không? Sono egao. Xem ở đây thì sẽ là xem rồi, đúng không? Xem là xem rồi. Mita, mita shito. Thằng này là chủ ngữ đã, phải cho nó lên đầu đã, đúng không? Thật ra là trong tiếng Nhật ý, shito nó đã thể hiện là nó có thể là danh từ số ít, nó có thể là danh từ số nhiều. Vậy nên đều khóc ở đây các bạn có thể dùng đó là naita cũng được nhá. Naita đều được đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng có thể thêm nếm một vài cái để câu nó hay hơn, đó là gì? Là dare demo, hoặc thậm chí các bạn cũng có thể dùng đó là minna, đúng không? Chỗ này này, chỗ dare demo đây này, các bạn cũng có thể dùng là minna naita, đúng không? Có rất nhiều cách nhá. Đúng không ạ? Zuto nó sẽ là khóc suốt thôi. Đúng không? Bỉm sáng. Zuto nó sẽ là khóc suốt thôi. Nhá. Còn đối với ra nổi tên dare mo thì thường nó sẽ đi với lại cái phủ định cơ. Đúng không? Chúng mình nên dùng là dare demo. Cam sẵn, trời ơi, cam sẵn. Tiếp tục câu 67 nào. Câu 67 cố lên. Mọi người ơi, xem biết là đến giờ trưa rồi, các bạn đang đàn trí rồi, nhưng mà cố lên nào. Đây là món quà mà tôi sẽ tặng cho bạn vào dịp Giáng sinh nào. Sensei no wa ii desu ka? Là sao nhỉ? À, no wa ở trên câu trên á, 6666 á. Ừ, được chứ, đúng không? Được. Nha, được. Rồi, câu 67, đây là món quà mà tôi đã tặng bạn vào dịp Giáng sinh nè. Giờ này là hơi bị lười thả tim rồi nhá. Hơi bị lười thả tim đấy. Rồi, nào chúng ta cùng nhau đi phân tích từ vựng nhá. Chúng ta cùng nhau đi phân tích từ vựng này. Ở đây mình có hai cái món quà. Present. À, presento, đúng không? Và một thằng nữa đó là omiyage. Thì các bạn có thể phân biệt hai từ này giúp mình được không? À, Giáng sinh đúng không? Ok. Giáng sinh, có ai biết Giáng sinh đó là gì không? Nào, tặng nữa. Tặng. Rồi, nào cả lớp. Ok, bạn cứ sàng Giáng sinh. Nó phiên âm từ tiếng Anh thôi. Christmas, đúng không nào? Còn động từ tặng ở đây nó sẽ là gì? Từ mượn á, làm gì có từ mượn đâu. Tặng của chúng mình sẽ là ageru, đúng không ạ? Ageru à, age. Ageru nhá, ageru cơ hậu ơi. Hiểu ý của ấy rồi. Của Thành rồi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nào. Đó là presento và thằng omiyage này nó khác gì nhau cả lớp ơi. Ok, hậu sản. このプレゼントはクリスマスにあげました。おお、バン、ディープさんですか？ディープさん、ディープさんのコメントはこのプレゼントはクリスマスにあげました。はい、もう同じや。Trong lúc mà mình đang xem cái lỗi của các bạn thì các bạn hãy comment là thằng プレゼント và omiyage khác nhau ở đâu nhá. このプレゼン、このプレゼントは、でしょ。Xong thì bạn thì nói là nani nani ageta. Câu này đúng hay chưa? Cả lớp theo dõi câu này đúng hay chưa? Omiyage thường là mua quà khi du lịch, quà kỷ niệm đi du lịch hay mua. Một là từ quà tặng, còn một cái là đi du lịch mua. Ok, chính xác, rất chính xác đúng không? Ok, cam sẵn nhá. Các bạn nhìn cái chữ Hán này thì các bạn biết presento nó sẽ là quà nói chung mọi người nhá. Nó sẽ là những cái món quà nói chung. Đó. Còn thằng omiyage ở đây các bạn nhìn này, nó sẽ là chữ thổ. Thổ là một đất, đúng không? Là một vùng nào đó, là một khu nào đó. Còn chữ này là chữ sản, chính là trong đặc sản đấy. Đúng không ạ? Desu ne. Thế nên là bạn gì đây? Bạn, đúng không?
Vậy nên là chỗ này nhá, nếu mà các bạn mua những cái vật để làm kỷ niệm ấy thì chúng ta sẽ dịch là quà lưu niệm. Còn nếu như là những cái đồ ăn thì các bạn hay dịch là đặc sản đấy. Nhưng mà nói chung là các bạn dịch ở đây là quà cũng được. Nhưng các bạn phải ngầm hiểu quà ở đây là các bạn đi đến một cái nơi khác, một cái vùng khác, xong rồi các bạn sẽ mua những cái đặc trưng của vùng đó về làm quà thì nó sẽ được gọi là omiyage. Đúng mà. Các bạn có biết câu này tại sao sai không? Mọi người, cái câu này này, このプレゼントは何々あげた。あげる cũng được, đúng không? Được ta ở đây thì sẽ không quan tâm lắm. Nhưng mà các bạn có biết tại sao nó là sai không? Các bạn đã bị mắc cái lỗi sai, ví dụ như là sở thích của tôi là nghe nhạc, các bạn nói là watashi no shumi wa ongaku wo kikimasu. Chính xác, bạn chàng sinh viên Nhật. Đúng không? Bạn Loan chưa chính xác, bạn Đỗ N3 chưa chính xác. Không phải là vê tà hay vê đự nhá, không phải là vê tà hay vê đự, sẽ không quan tâm đến cái thời, đúng không? Sẽ không quan tâm đến cái thời của câu nhá, mà nó là gì? Chủ ngữ của các bạn là vật. Nó là một cái đồ vật là quà thì làm sao có thể thực hiện được cái hành động tặng ở đây, đúng không nào? Nhá, vậy nên là câu này là sai. Ok chưa? Giống cái câu sở thích của tôi ấy, thì các bạn phải chuyển nó thành danh từ hóa là ongaku wo kiku koto desu. Đúng không? Ok, bạn đổi visa. Chính xác, bạn hạt đậu xanh. Đúng chưa? Đó, vậy nên là câu này chúng mình không được dùng nhá, không dùng như thế này nhá. Còn bây giờ các bạn sẽ chuyển sang, các bạn sẽ cùng nhau quay trở lại để thực hiện cái câu này. Rồi, quay lại để thực hiện câu này nhá. Đây là, thì các bạn sẽ có kore wa, đúng không? Sau đó là chúng mình sẽ có プレゼントです。プレゼントです。Nhé. Nhưng mà món quà như thế nào cơ? Món quà mà tôi sẽ tặng cho bạn, đúng không? Đầu tiên chúng mình sẽ có tôi sẽ tặng cho bạn đã. Tôi, watashi ga, trong mệnh đề phụ thì chỉ đi với gá thôi, đúng không nào? Rồi, tặng cho ai? Tặng cho bạn. Tặng cho bạn chúng mình có tomodachi ni ageru. Ok chưa? Nhưng mà vào dịp nào? Vào dịp Giáng sinh. Christmas ni. Đó, vậy nên là chỗ này các bạn có thể ném cái thằng watashi ga đi nữa. Và đây chính là cả câu của cả lớp. Rồi, mọi người còn thắc mắc gì nữa không nào? Bạn mu nim ơi, câu của mu nim cũng chưa chuẩn nhá. Mu nim, mình nhắc lại một lần nữa, chủ ngữ của chúng ta là vật sẽ không thể nào thực hiện được cái hành động đó là ageru. Ok chưa nào? Nhá, không thể thực hiện được cái hành động ageru, vậy nên câu của mu nim là sai. Mình phân tích lại cái câu tiếng Việt cho những bạn mà đang bị loạn một xíu này. Chủ ngữ của chúng mình nó phải là đây. Đây sẽ là kore. Đúng không nào? Rồi, món quà mà tôi sẽ tặng cho bạn vào dịp Giáng sinh ấy, nó sẽ là mệnh đề bổn ơn, là mệnh đề vị ngữ. Đúng không? Nó sẽ là mệnh đề vị ngữ. Mà vị ngữ này chúng ta có một cái cấu trúc đó là bổ nghĩa cộng với lại danh từ, làm rõ nghĩa cái thằng danh từ đó hơn. Và món quà của các bạn chính là danh từ, thế nên chúng ta sẽ cho ở cuối câu. Còn tôi sẽ tặng cho bạn vào dịp Giáng sinh, nó là bổ nghĩa chia về thể thông thường và đứng đằng trước cái thằng Presento. Ok chưa cả lớp? Nha các đồng chí ơi. Các đồng chí lưu ý nhá. Bạn Đức cũng như thế rồi Đức ơi. Nhá. Bạn ở đây là đang kể lại ấy, đang kể lại. Các bạn cho làm ngôi số 2 cũng được, đúng không? Ngôi số 2 cũng được. Nhá. Ôi, bạn đổi visa đổi tên và bạn Thành. Không, tố xích nhau. Nào, hai bạn đang gặp vấn đề gì? Chúng ta giải quyết luôn. Nào, không được tố xích nhau nhá. Không, đâu, hai bạn này đang nói cái gì đây? Không, Thành ơi. Thành. Không hiểu hai bạn đang comment cái gì nữa. Ok, tiếp câu khác nhá. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đây là tôi lần đầu tiên, đây là nơi nhá, đây là nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau nè, đây là nơi lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Em đã nói gì đâu. Tôi xích cho thẻ đỏ luôn rồi đây. Thành với lại Đỗ Visa kia kìa đang comment cái gì, đang tranh cãi cái gì kia kìa. ここでは彼に初めて会うところです。初めて会ったところです。 Ok, bạn chàng sinh viên. Có nhiều bạn đang comment. Bạn Nguyễn Trần chưa chính xác nha.
今回は私たち初めて会います。lần tới là lần đầu tiên tôi sẽ gặp bạn à. Đúng không? 初めて会ったところ OK, bạn Jin さん chính xác. 私たち会った。初めて私たち会った。Bạn Hồng Phúc. Hồng Phúc ơi, câu của Hồng Phúc như sau. Các bạn theo dõi câu của Hồng Phúc nha. Hồng Phúc đang comment đó là cô quá. Cô quá 3.3.3. Au. Atta. Câu này là đúng hay sai? Bạn Hồng Phúc. Ôi, bạn Anh Tuấn cũng thế. Nào, mình nhắc lại một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng ở đây, đó là gì? Nếu như chủ ngữ là vật, là một địa điểm nào đó thì làm sao nó có thể thực hiện được cái hành động? Đúng không ạ? Mọi người ơi, câu này chúng mình sai nhiều quá rồi. Từ vừa nãy chúng mình sai rất nhiều, mình nói rất nhiều nhưng mà các bạn vẫn lặp lại là sao? Koko wa hajime atta tokoro desu. Ok, các bạn nhìn lại câu này. Bạn Ngoa chính xác nhá. Nhưng mà Ngoa ơi, kore nó là cái này mất rồi. Nó phải là đây là kore. Ok. Nhưng mà đây là nó sẽ là địa điểm cả lớp nhá. Nào mọi người ơi, đây là sẽ là chủ ngữ. Đúng không? Và chúng ta thực hiện cái thằng chủ ngữ trước nhá. Chủ ngữ, đây là koko wa, chuẩn chưa nào? Mọi người nhìn lại một lần nữa giúp mình. Nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, thằng này nó là dạng bổ nghĩa cả lớp nhá. Nơi nó sẽ là danh từ chính, nó đứng ở cuối câu. Ok chưa? Và lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nó sẽ là bổ nghĩa. Của mình sai, nó sẽ là bổ nghĩa. Và thằng danh từ nơi ở đây, nó là danh từ chính. Nơi như thế nào? Nơi mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Ok chưa? Thế nên nó phải là bổ nghĩa đi với danh từ. Mà danh từ chính ở đây của các bạn là nơi, đúng không ạ? Thì chắc chắn là cái thằng tokoro desu đứng ở cuối câu. Là một nơi như thế nào? Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Lần đầu tiên hajimete. Làm gì đó? Lần đầu tiên làm gì đó? Atta, gặp chưa gặp rồi nha. Các bạn có thể ném cái thằng watashitachi đi cũng được. Được chưa? Hajimete atta tokoro desu. Nhá. Còn Đặng Dung ơi, Đặng Dung lại thế rồi. Đặng Dung lại comment là kono basho, cái địa điểm này, cái địa điểm này bắt đầu chúng tôi bắt đầu gặp nhau. Địa điểm thì chủ ngữ của các bạn nó không thể nào là động từ được nhá. Thứ đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau thì gặp chưa gặp rồi. Đúng không? Có chúng tôi cũng được, đúng không? Các bạn sẽ cho watashitachi vào đây. Né. Các bạn có thể cho watashitachi vào đây. Ở đây là mình đang lược bỏ cái thằng chủ ngữ đi thôi. Đúng không? Chúng mình đang kể lại mình với lại người yêu với cho bạn bạn khác ấy. Thì các bạn có thể ném cái thằng watashitachi đi cũng được. Vào đầu mệnh đề này này. Đầu mệnh đề này. Nha, rồi ok. Hôm nay chúng mình sẽ chữa đến câu 68 này cả lớp nhá. 11:30 rồi cả lớp ơi. Nào, mình nói qua một chút. Đấy là hiện tại bên mình sẽ có cái khóa luyện đề này. Khóa N3 và khóa N4 này. N4 chúng ta sẽ học vào 246, N3 chúng ta sẽ học vào 357. Và lịch học đều là 19h đến 21h cả lớp nhá. 19h đến 21h Việt. Thì giờ Nhật sẽ là 21h đến 23h. Bạn nào có nhu cầu thì các bạn IB giúp mình nhá. Còn lớp luyện đề nhá. Lớp luyện đề chúng ta sẽ luyện trong 20 buổi. Được chưa nào? Sẽ luyện trong 20 buổi và chúng ta sẽ có cái lộ trình như sau. Đó là hai buổi đầu tiên các bạn sẽ ôn tập lại kiến thức. Đó, ôn tập lại kiến thức kanji này, ngữ pháp này. Sau đó là chúng ta sẽ luyện từng kỹ năng. Được chưa nào? Luyện từng kỹ năng, ví dụ buổi 1 là các bạn luyện kanji, buổi số 2 các bạn luyện từ vựng, buổi số 3 các bạn sẽ luyện ngữ pháp. Sau đó nhá, giai đoạn số 3 là chúng mình sẽ cày đề thi thật. Được chưa nào? Cày đề thi thật. Thì các bạn yên tâm là các bạn sẽ được phân tích là đề này nó sẽ có những cái dạng như thế nào, cách làm ra sao và mẹo làm như thế nào. IDS nhé. Nhá. Bạn nào có nhu cầu thì các bạn IB giúp mình nhá. Hai, cảm ơn bạn chàng sinh viên ạ. Nhưng mà chắc là bạn chàng sinh viên là ít nhất là cũng phải đang học đến N2 rồi. Đúng không? Anh sinh viên vùng nào ấy ạ? Bạn anh sinh viên, bạn chàng sinh viên chia sẻ để bạn Thành lần sau. Bạn ấy sắp sang. Đó, rồi ok. Em đang học N3 thôi. Thế thì bạn chàng sinh viên Nhật học kiến thức rất là chắc, đúng không? Học kiến thức cực kỳ chắc luôn. Đấy, các bạn thấy không? Mặc dù bạn ấy cũng đang học N3 thôi nhưng mà mình thấy nhá, phải 99% bạn ấy comment đều đúng. Thế nên là các bạn hãy học đến đâu chắc kiến thức đến đó nhá, chắc kiến thức đến đó. Rồi, ok. Chết rồi, hôm qua có một bạn nhắn tin xin file ấy chưa gửi. Chết rồi, tí phải xin lỗi bạn đấy. Mình nhiều việc quá.
Ok, chúng mình chỉ còn 2 tháng nữa thôi, thế nên là các bạn cố gắng nhá. Các bạn cố gắng. Rồi. Chúng mình còn câu hỏi gì nữa không nhỉ? Mình không có cái mỹ phẩm nào mà mình quá yêu thích cả. Ngày xưa hồi mới sang Nhật ấy, không biết là các bạn bị không, mình sang 2 lần nhá. Lần đầu tiên thì về da trắng trắng mướt mượt mượt, nhưng mà lần thứ hai sang bên vùng Osaka vùng Mie, ui rồi ôi, mụn tùm lum tùm la, xong về nhà đi chữa mụn hết mấy chục, trời đất ơi, hồi đấy trầm cảm. Xong bây giờ chẳng dùng cái gì nữa, dùng mỗi tẩy trang, sữa rửa mặt với kem dưỡng mỗi thế. Ngày xưa nào là serum, nào là toner, rồi là các kiểu con đà điểu. Chúng ta sẽ live vào 10 giờ sáng hàng ngày nhá, 10 giờ sáng hàng ngày. Còn buổi tối thì mình dạy các lớp rồi, mình dạy full. Hiện tại là mình đang còn cho các bạn học tăng cường cả thứ bảy và chủ nhật cơ, để cho các bạn ấy kịp thi tháng 12. Thế nên là thỉnh thoảng nếu có lớp nào hay hay thì mình sẽ lên live nhá. Ski 2. Không, Thành ơi, đấy là filter nữa thôi. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào tối nay. Khả năng tối nay mình có live đấy. Khả năng tối nay mình có live nhá. Còn lịch live cố định của chúng ta sẽ là 10 giờ sáng hàng ngày. Khi nào mà gần thi mình sẽ cho các bạn chữa đề nhá, các bạn cày đề. Được chưa? Rất hy vọng chúng mình sẽ cùng follow và theo dõi. Bye bye. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bye bye ra nè. Thấy cái bạn mà nickname là học sinh của vô diện CC. Clone clone xong comment đúng một lần. Biết bị bắt được mà. Khả năng. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Shitsui shimasu. Hai, otsukaresama deshita. Bye bye. Bye bye ra nè. 失礼します。本当にありがとうございました。